Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà mình đi tham quan một nơi đậm chất đồng quê. Đó chính là nông trại xanh Green Noel. Nông trại xanh này nằm ở xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi. Nếu như mình đi từ Bình Dương sang thì mình phải đi qua cầu Phú Cường, sau đó tới Củ Chi. Còn nếu như các bạn đi từ Sài Gòn xuống theo quốc lộ 22 thì các bạn sẽ phải đi qua cầu vượt Củ Chi khoảng 2 cây số. Sau đó các bạn để ý bên tay phải sẽ là đường Nguyễn Thị Dành. Chạy vào đó khoảng chừng 10 cây số nữa thì mình sẽ tới nông trại xanh Green Noel. Vâng, bây giờ cả nhà mình đã tới cổng của nông trại xanh Green Noel. Phía trước cổng thì rất nhiều chú tí xịt chum, rất là ngộ nghĩnh, tí ngộ nghĩnh này, tí cô nương, tí vua. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan phía trong của nông trại xanh Green Noel này nhé. Thank you.
chưa? Một con cá được đâu, rồi. Đâu? Cây ô oh, to ta. Giỏi ta. Cá thật luôn hả? Ủa cái gì vậy? Đâu cái cây cổ. Ơi. Đó một câu có ốc sên nữa rồi. Đâu ốc sên đây. À ốc sên. Bơ là thuộc cái cây. Sống ra. Bắt đi chơi, bắt đi. À nhà nó đuối rồi. Bắt đi. Sao thả ra? Thả chụp hình. Có chưa? Thả ra. Có chụp, chụp. Rồi anh thả ra nó tiêu. Đó chụp lại đúng không? Chụp cá rồi. Dính chưa con? Dính rồi. Dính rất tốt á. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Mê cá má rồi. Đâu, ai chú coi coi. Wow. Yeah. Yeah. It's good. Yes. Wow. Oh my, oh my, cái nước đó không có tắm được rồi. Bơi bơi bơi. Con thả ra nữa hả? Rồi con bắt ra đi rồi mình ăn thôi cho đi. Nghe em ơi, ba ly sau đi. Rồi ba ly sau nè. Ủa, bắt lại đi con, lấy cái này bắt lại đi Mi. Đây là khu làm bịch phôi nấm. Phôi nấm tức là cái bịch được đóng từ gỗ mùn cưa cao su, và sau đó người ta sẽ đưa cái phôi nấm vào và sau đó được hấp khử trùng. Sau một thời gian chăm sóc thì những cái nấm nó sẽ mọc ra từ những cái phôi nấm này. Ở nông trang xanh thì có rất nhiều các loại nấm, như là nấm linh chi sừng hươu, rồi nấm sò hay còn gọi là nấm mỏ ngư, rồi còn có cả nấm đùi gà, cả nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ. Sau đây mình sẽ dẫn các bạn đi vô trong nhà nấm để xem cách hái nấm như thế nào nha các bạn. Đặt hai ngón tay của mình vô mỗi cái lá nấm như thế này. Nếu mà lớn hơn hoặc là bằng thì mình có thể hái. Rồi một lát các bạn sẽ được sờ và được đo luôn nha. Rồi khi hái chúng ta sẽ sử dụng bàn tay của mình như thế này các bạn. Ta sẽ hái như sau. Chúng ta sẽ nắm hết cái gốc như thế này và các bạn nắm hết cái gốc như thế này. Lắc lư nhẹ. Rồi giật ra luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái gốc của nó. Và lưu ý là khi mà hái á, ở đây hồi nãy các bạn có thấy hai cái nấm lớn, một cái nấm lớn, một cái nấm nhỏ đúng không? Thì chúng ta sẽ hái luôn nguyên một chùm luôn. Thì một cái gốc như vậy á, là mình hái nguyên một chùm luôn các bạn. Và đừng có cắt, đừng có xé.